Chúng tôi xin chúc mừng Minh Vi và toàn thể các con. Đúng như MC nói, đây là tiết mục có thể nói là từ đầu chương trình đến bây giờ có phần chuẩn bị rất là kỹ, thứ nhất là phần vũ đạo múa của các bạn múa cùng với con để mà hỗ trợ về cái phần bài hát của mình, và đặc biệt nhất là phần đạo cụ. Cái này có lẽ là đặc biệt là nhất là cái xe mà con ngồi rất là ấn tượng, đúng không ạ? Bài hát rất là ý nghĩa. Về phần ưu điểm là như thế, tuy nhiên về phần nhược điểm cũng nhân tiện đây đến lời nhắc luôn, không phải nhắc riêng của cá nhân con đâu mà nhắc tất cả các phụ huynh, các cô, các mẹ hãy lưu tâm về cái phần mà khi mà đến cái lượt của con mình ra dự thi đó, thì các bố mẹ hãy chú ý nhắc cho con là cầm cái micro cho nó sát điện vào. Đừng để tình trạng đi con cầm, đúng không ạ? Mình đi cầm rất là xa, thế là đi cầu lông không bắt được. Đây như thế này là chú nói như thế này là không bắt được gì mà. Đấy, chú ý là con phải cầm đi cầu lông sát bị miệng mình thì nó sẽ bắt vào bài hát, nó mới xóa được lời. Xin nhắc tất cả quý vị, đặc biệt nhất là các bố, các mẹ, hãy chú ý về cái phần điều đó. Một lần nữa xin chúc mừng con.